sư cho con hỏi con thấy có những người đi mua phóng xanh toàn lựa những con vật thật nhỏ cho được thật nhiều rồi phóng nói phóng xanh như vậy phước mới nhiều họ nói đúng không um, thưa với quý vị đó nếu như mà nói về cái um, cái vụ mà lớn nhỏ thì chúng sanh càng cái hình tướng chúng sanh càng lớn thì cái nó cái cái, cái phước thì nó kỳ mà chúng sanh cái nghiệp cái nó cái nghiệp càng lớn thì cái thân hình nó càng nhỏ mà chúng sanh cái phước nó càng lớn thì thân hình nó càng lớn cho nên à, mình à, cứu một con voi thì phước nó nhiều hơn là mình cứu con cá nha À, con cá đây là con ví dụ con cá chép chứ còn mất công gì nó con cá voi thì nó, nó kẹt lắm. À mà nói về phước thì cái phước con cá voi con, con cá voi đó thì nó nó lớn hơn à, cái con cá chép. Ừ. Để cho nên cái chuyện mà không có nên mình lựa chọn cái kiểu như vậy nha, không nên lựa chọn kiểu như vậy. Nó không đúng. Nhưng mà có cái như vậy mình cần quan tâm nè. Là mình làm mấy mình càng đầu tư trí tuệ mình vào cái chuyện phóng sanh thì phước càng lớn. Thí dụ như lựa chọn cái nơi mình mua. Mình mua mà từ những cái trại cá bán phóng sanh bây giờ có nha, có những trại cá bán để phóng sanh. Mình mua mấy cái đó. Nói nhỏ nhau nghe là mình chỉ tạo điều kiện cho người ta nhập con giống mới về thôi ừ. thì đương nhiên nó không có phước bằng cái chuyện là mình đi ra chợ đó mình coi mấy con mà nó đang dễ đành đạch đó, nó chuẩn bị nó vào nồi tới nơi rồi đó mình cứu tụi nó nó hợp lý hơn ừ. rồi cái thứ hai là cái chuyện mà mình có hứa hẹn trước hay không kỹ nhất cái chuyện mà mình phóng sanh mình đặt hàng giờ có vụ đặt hàng tức là đặt đặt giùm em tấn cá nha. Quý vị có bao giờ ngờ cái chuyện mà vì một cái miệng mình nó kêu một tấn cá cho nên là một tấn cá lẻ ra nó không có như vậy đâu mà người ta bắt nó để cho mình đấy. Giống như nó diễn cho mình coi. Ừ cho nên cái chuyện mà mình à, mua một cách ngẫu nhiên không có cái sự hứa hẹn trước thì Phước nó lớn hơn rồi à, khi mà mình thả đó mình có thả liền không hay là mình chờ đợi tôi nhìn mấy cái cảnh mà mình à, cá nó bài la liệt ở đó nó ngáp 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 mà mình cứ đè đầu nó ra mình tụng kinh xin thưa bằng tấm lòng từ bi của một ông thầy chùa nha thả liền giùm sư thả liền dùm sư rồi con nào nó có lòng thì nó ở lại nó nghe kinh đừng có ép người ta nghe kinh nha tại vì tới hồi mà mình tụng xong rồi đó là có những con nó không kịp chờ nó chết mà nó chết là do cái sự trì hoãn của mình nha yeah. ra cứ thả liền dùm nha yeah, cứ thả liền dùm con nào nó có lòng nó lại nó nghe yeah. ép dầu ép mở ai nở ép nghe kinh mình nghe có khi mình còn không hiểu mà mình bắt nó nghe yeah. rồi một cái vấn đề nữa đó là mình thả như vậy đó mình có đầu tư mình suy nghĩ là làm sao để cho nó sống tiếp hay không hay là mình cứ thả nó còn cái chuyện nó sống được hay không lại thì kệ cha nữa. Ừ. Đấy. cho nên là những cái đó là những cái mình phải đầu tư mà thường người ta lười nó thiệt nha kiếm tiền mình không lười chứ làm phước mình lười trong khi đó làm phước á, là cái ông cụ tổ của cái chuyện kiếm tiền nha không có phước thì không có tiền nha à, mà kiếm tiền thì mình xuyên làm phước mình lười thôi cứ quan đại đóng tiền nó ai làm giùm đó làm rồi thì mình cứ làm sao cho nó gọn thì làm chứ còn không có chịu đầu tư trí tuệ sư nhắc quý vị quý vị mua một tấn cá rồi mình cứ thả bừa thả bãi theo cái kiểu là mình hẹn trước ở mấy cái trại nuôi cá à, nuôi cá phóng xanh nó không bằng cái chuyện là mình ra đường á, mình thấy một cái con mèo nó bị xe cán, là mình lo mình chạy chữa cho nó, để cho nó ngon lành, rồi mình phóng xanh mình thả nó đi. Coi bộ theo cái nhìn của sư coi bộ là nó đầu tư nhiều hơn, mà nó có phước hơn á, à. đấy và nó cũng không bằng cái chuyện là mình thấy một cái đứa bé mình ăn xin rồi mình lo lắng cho nó mình chăm sóc cho nó mình lo cho nó có cái chỗ ở có cái ăn cái học nó không còn bị chăn dắt nữa đó rồi nó có cái nghề nó đi làm xin thưa nhà quý vị giúp được một đứa bé như vậy đó nó hơn cả chục cả trăm tấn cá nha mà thường mình ít chịu đi đầu tư ít chịu đi đầu tư ừ.